lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn được nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài ông tôi. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền cho nhân dân.